Vừa qua thì tôi thấy có một bạn hỏi về việc là cách tạo các cái video dạng chuyển động như thế này. Cái dạng video này là biến đổi chủ thể từ một trạng thái này sang một trạng thái khác. Trong video trước thì tôi cũng đã có một cái hướng dẫn về việc là tạo cái khuôn mặt biến đổi từ trẻ đến già với việc sử dụng Deform của Stable Diffusion. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Campify UI để tạo cái video một cách rất là dễ dàng bằng cách sử dụng Animate Deep for Campify UI. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cài đặt và sử dụng cái workflow này. Yêu cầu của cái môi trường cài đặt trên máy PC của các bạn là các bạn sẽ cần phải có một cái đồ họa NVDA với cái dung lượng tối thiểu là 10 GB RAM. Trong trường hợp mà các bạn có cái card đồ họa là thấp hơn thì cái tốc độ xử lý sẽ rất là lâu. Đối với trường hợp các bạn mà trên máy mà đã cài đặt Campify UI rồi thì các bạn sẽ bỏ qua cái bước 1 là chuẩn bị và bước 2 download và giải nén này. Các bạn sẽ thực hiện từ bước này trở đi. Thế còn trường hợp nếu như mà trên máy của các bạn chưa cài đặt Campify UI thì các bạn sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1 là các bạn sẽ cần phải cài đặt Git nếu mà trên máy các bạn chưa cài. Các bạn vào cái địa chỉ này và download cái bộ cài về và tiến hành cài đặt theo cái hướng dẫn. Tiếp theo các bạn sẽ cài đặt cái công cụ 7-zip này tại địa chỉ này, download về và cài đặt. Bạn chỉ cần next thôi. Tiếp theo các bạn sẽ cần phải download cái bộ Campify UI này về theo cái địa chỉ sau. Sau khi các bạn download về thì bạn giải nén ở trên cái ổ đĩa của mình. Và tại cửa sổ Command Line các bạn di chuyển vào cái thư mục mà các bạn vừa giải nén và vào cái thư mục Custom Node này và chạy các câu lệnh sau. Bạn di chuyển. Chúng ta sẽ copy cái câu lệnh sau. Chúng ta sẽ cần di chuyển vào cái thư mục Confine và Node và gõ câu lệnh sau. Tiếp tục các bạn gõ câu lệnh sau. Đối với trường hợp các bạn đã cài Campify UI Manager rồi thì không cần phải thực hiện câu lệnh này nữa. Đấy, trên máy tôi đã có rồi thì cái này là sẽ bỏ qua câu lệnh này, nó sẽ không chạy. Tiếp theo ok, tôi đã cài xong. Sau khi cài xong tôi sẽ chạy cái phần Confi UI này. Các bạn click vào file run nva.bat này, open. Chúng ta sẽ chờ đợi một ít phút để cho hệ thống khởi động. Sau khi hệ thống khởi động xong, các bạn copy cái địa chỉ này và dán lên trên cửa sổ trình duyệt và truy cập. Các bạn sẽ có cái hình workflow như thế này. Tiếp theo thì các bạn sẽ cần tải cái workflow này về. Bạn copy cái địa chỉ này. Địa chỉ này tôi sẽ để ở trong phần mô tả của video. Cái workflow này thì tôi sử dụng cái workflow từ cái link gốc của bài viết này và trong đó tôi cũng có điều chỉnh một số cái thông số. Đây, các bạn có thể download cái file gốc này hoặc là các cái workflow gốc từ trên trang Civit AI này về để xem. Thì cái workflow của tôi đang sử dụng thì cũng hiệu chỉnh từ cái workflow số 5 này. Các bạn click vào tải về. Ok, sau khi tải về xong thì các bạn load vào. Okay, chúng ta sẽ có các cái nốt bị lỗi, custom nốt bị lỗi. Tiếp theo các bạn click vào manager, click vào install missing custom nốt. Các bạn sẽ cài đặt hai cái nốt còn thiếu này. Tiếp tục cài đặt cái tiếp theo. Các bạn click vào restart. Ok.
Sau khi khởi động xong, các bạn refresh lại các nốt này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần phải download các model. Tuy nhiên để cho dễ thì các bạn cứ click vào nút QR prompt này. Đấy, nó sẽ ra các cái model, các checkpoint mà còn thiếu. Chúng ta sẽ đi xử lý từng checkpoint một để các bạn có thể thấy là chúng ta thiếu cái file này. Các bạn sẽ đi copy cái VAA này. Chúng ta sẽ phóng to lên xem. Tên của nó là VAA này, CKPT này, các bạn copy tên của nó. Ta sẽ lên Google tìm cho nhanh. Tìm kiếm. Click vào đó. Các bạn sẽ download cái này, file này về. Tiếp theo, các bạn sẽ copy cái file này lên Google để tìm. Mới có cái link đầu tiên, kết quả đầu tiên trả về thì các bạn click vào link đó. Download cái file này MMSDV15 này về cái thư mục này. Có file custom notes, có file UI animative involves model. Tiếp theo chúng ta sẽ download cái checkpoint này về. Lên Google, các bạn sẽ click vào địa chỉ đầu tiên trên Hugging Face. Bạn download. Các bạn sẽ refresh lại con file UI. Tiếp tục các bạn click vào QR form. Như vậy là workflow đã chạy. Trong quá trình chạy thì có thể ở trên máy của các bạn có thể phát sinh các cái lỗi khác. Thì từ cái lốc của CMD này cộng với cái thông báo ở trên giao diện của file UI thì các bạn có thể tìm cách để fix các lỗi đó. Trường hợp mà các bạn bị lỗi nào thì các bạn có thể comment lên video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn để cách thức xử lý. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Cái việc tạo cái video này cũng mất khá nhiều thời gian, phụ thuộc vào cái cấu hình máy tính của các bạn. Nếu cấu hình các bạn có card NVDA cấu hình càng cao, RAM càng nhiều thì cái tốc độ xử lý sẽ càng nhanh. Ở đây thì có một số các cái lưu ý liên quan đến cái kích thước. Nếu các bạn tăng cái kích thước chiều rộng và chiều cao của ảnh lên càng lớn thì cái thời gian xử lý nó càng lâu. Và cái số lượng frame này tăng lên nhiều thì video càng dài và cái thời gian tạo cũng lâu tương ứng. Chúng ta cùng chờ đợi. Vì cái thời gian tạo cái video này lâu cho nên là tôi sẽ tạm dừng cái video này, chờ cho đến lúc cái video tạo xong thì tôi sẽ bật lại, tôi sẽ mở lại. Ok, sau khi Coffee UI workflow chạy xong thì các bạn sẽ có cái video như thế này. Đấy. Ta tạm bỏ qua các vấn đề lỗi liên quan đến xử lý hình ảnh. Nhưng các bạn có thể thấy rằng chúng ta đã tạo được cái video theo cái trình tự thời gian diễn tiến của cuộc sống của một cậu bé từ lúc 5 tuổi cho đến già. Thì với cái cách thức ứng dụng như vậy, tôi sẽ giới thiệu qua cái prompt của mình này. Prompt này thì có cái câu lệnh như sau. Tôi sẽ vẽ chân dung của một người đàn ông, một cậu bé 5 tuổi, sau đó là ở mức 25 tuổi, 50 tuổi và 75 tuổi. Thì tôi có các cái prompt bổ sung như sau. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh cái prompt này để cho thu được cái hình ảnh video đảm bảo cái tính thẩm mỹ cao, bỏ qua các cái lỗi, khắc phục các cái lỗi liên quan đến hình ảnh. Đấy, cái này thì tôi chỉ tập trung hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái workflow này thôi. Đấy, thì với cái workflow như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được các cái video khác, ví dụ như video của một người nguyên thủy biến thành các cái hình ảnh khác nhau. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng Animate Deep trên Confide UI để tạo ra các cái video từ text. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn, giúp cho các bạn có thể tạo ra được các cái video như mong muốn của mình.
Và video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung chia sẻ của tôi. Nếu thấy nội dung này hữu ích, xin hãy bấm vào nút like, nút subscribe, nút đăng ký để bạn có thể nhận được các video của tôi sớm nhất. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Hà Mạnh Tuyến.